quý vị khán giả bốn phương nói chung, quý vị đồng hương dùng GTN nói riêng. Quang Lâm xin hân hạnh trở lại chương trình tóm tắt thị trường căn hộ chung cư quý 2 năm 2015. Theo thống kê của Hiệp hội Bất động sản Toronto, trong quý 2 năm 2015 có tổng số 7.656 đơn vị condo được bán ra, tăng 17% so với quý 2 năm 2014. Trong khi đó, giá cả trung bình của một căn hộ chung cư là 388.066 đồng, tăng 5.8% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Tổng số giao dịch căn hộ chung cư được chia ra như sau. Đứng đầu là vùng Toronto có 5.365 căn hộ được bán ra với giá trung bình là 416.728 đồng, chiếm 70%. Thứ hai là vùng Peel có 1.041 căn hộ được bán ra với giá trung bình là 277.706 đồng, chiếm 14%. Kế đến là vùng York có 837 căn hộ được bán ra với giá trung bình là 375.267 đồng, chiếm 11%. Qua những thống kê trên, Quang Lâm khuyến khích khách hàng đầu tư vào căn hộ chung cư nên tập trung vào vùng Downtown Toronto. Số căn hộ chung cư được bán ra tính theo phòng ngủ như sau. Đứng đầu là căn hộ 2 phòng ngủ chiếm 35%. Thứ hai, 1 phòng ngủ cộng đen chiếm 21%. Thứ ba, 1 phòng ngủ chiếm 18%. Thứ tư, 2 phòng ngủ cộng đen chiếm 17%. Phần còn lại là bachelor và 3 phòng ngủ. Căn hộ chung cư 2 phòng ngủ ngày càng được ưa chuộng, chứng tỏ nhiều gia đình chọn căn hộ chung cư sinh sống hoặc đầu tư vì giá nhà độc lập, sơ mi hay townhouse hiện nay quá cao. Quang Lâm xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình tóm tắt thị trường căn hộ chung cư quý 2 năm 2015. Khi có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến bất động sản, xin quý khách hàng vui lòng gọi trực tiếp cho Quang Lâm theo số điện thoại 416-804-5111 hoặc email hay vào trang Facebook của Quang Lâm. Chúc quý khách hàng cuối tuần vui vẻ và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại.